Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại số hẻm số 1 đường Sư Thiện Ân thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, và xin giới thiệu với mọi người một trong những cái món rất là đặc trưng ở vùng Rạch Giá Kiên Giang, đó là bún riêu trứng mực. Thì rất là nhiều người thắc mắc là trứng mực như thế nào, thì chút vào đây mình sẽ lý giải cho mọi người biết là trứng mực nó nằm ở phần nào của con mực và nó to cỡ như thế nào nha. Cái này thì người ta có thể dùng để chiên nước mắm nè, dùng chế biến một vài món khác như là hấp nè. Và hôm nay thì lần đầu tiên mình thấy là nấu cùng với bún riêu. Cho mọi người xem cái nồi bún riêu. Trong này thì sẽ nấu cái trứng mực với huyết thôi, đơn giản. Đây gồm có là huyết, chả cua cùng với một ít chả cá nữa nè, và trứng mực. Cái phần trắng trắng là phần trứng mực á. Ủa chú Hải bao nhiêu vậy? 30, 20. Tô bún riêu ở đây là giá từ 20 cho đến 30 ngàn đồng. À, đó, chừng mình nữa rồi đó. Cái gì vô Hải, ông thề bón gì vô Hải? Dạ. Còn trông lên nó chảnh rồi rồi đó hả? Đó, cái này mà. Cái này là chị nấu hay là ai nấu? Mẹ nấu. Mẹ nấu hả? Rồi chị đứng bán. Đâu rồi? Của ai nè? Của ngoài sao bơi? Có tiền nè. Nhà đây to chứ mặt nè, cũng chiều nè. Rồi, con cũng thấy. Ăn một tô nhiều quá trứng mực chứ hả? Tô này là mấy chục? 20 hay 30 chị? 30. 30 ngàn. Mà giờ này nó hết hết riêu cua rồi. Hết riêu cua hả? Dạ. À nó có riêu cua nữa. Mà sao mình cứ chế nước vô là mình đổ ra là vậy, là để làm chi vậy? Tao muốn quay nha, là sáng sớm ha. Tao lại quay cái nồi nó cũng nó đẹp. Dạ. Giờ này nó hết rồi. À, đây là tô cuối cùng rồi. Đúng rồi, ngày mốt là bún cá. Thứ năm là bún cá. Thứ hai, thứ năm là bún cá. Thứ hai, thứ năm cá, còn lại là không có riêu. Mọi người thấy ở đây tại vì muốn cho cái sợi bún nó trụng cho nó nóng, cho nên là cứ chắc nước đổ ra. Cái này nó làm thấy chắc lạ lạ, chỉ có hai hai. Phải 5 lần ha. Đây là cái hành phi hả? Hành phi. Mà mấy em coi có hình một tí ớt. Chú nó nhủ á. Lâu lắm rồi đó. 4 năm rồi đó. Như là 4-5 năm rồi đó. Mới đây 4-5 năm rồi hả? Ừ, nhanh quá ha. Ông taxi không quay đúng không? Không biết quay nữa. Quán nằm sâu trong con hẻm nhỏ, rất là dễ thương. Quán nằm sâu. Quá nè. Đây mọi người thấy rõ cái chân mực nè. Thiệt không? Lên Sài Gòn mở chi nhánh không? Có, vậy là anh qua chia sẻ nha. Mình chắc như vậy là chắc khoảng mấy lần là mình thấy nó. À, chừng nào sợ bún nó ngấm thôi ha. Hay quá ha. Ở đây thấy cái cách bán làm cho nóng cái sợi bún nó cũng hay chứ. Cái là cái quán bún riêu này là sát cái chùa luôn. Vừa ăn bún vừa nghe kinh Tịnh Tâm. Đây là gọi là chùa gì á? Chùa Tam Bảo. Chùa Tam Bảo ha. Họ làm miết bao giờ nóng cái sợi bún là được. Cái rong bún là mình cứ ngâm miết vậy hả? Nó không bị đen á. À nó không bị đen ha. Hay quá ha. Ít cái chỗ mà làm được như vậy lắm á. Cái là người ta ngâm nước vậy để nó khỏi đen cái cặn cái bún bài. Chị hơn 7 giờ là muốn hết rồi. Đây con dâu của cô cho nên là cứ được mình được nhiều mình vậy đó. Quán rất là đông, nằm trong hẻm bây giờ người ta bắt đầu thức dậy đi ăn sáng. Nhưng mà khi mà mọi người đến bắt đầu ăn thì nồi lại vơi đi rồi. Đây là mì gói. Mì gói thì không cần phải trụng nhiều như bún.
Mỗi cột một cái gói mì bỏ răng lên nè. Này là hai tô mì. Là trong này có huyết và ở dưới này là cá rau. Chả cá, trứng mực, chả cua. À, chả cua nữa. Vậy thì nước lèo có một thì đã đó rồi. Cua nguyên chất á. Vậy là quá chất lượng. Bởi vì nhiều chỗ người ta pha thịt thật là cua. Và đây là chơi cua nguyên chất luôn. Tô này là 30 ngàn đồng. Tô này 20. 20 thôi hả? Sao tô này có 20 hả? Hết đồ hả? Đó, hết đồ ra cho nên là ngưng nhận khách luôn rồi. À, qua thêm. Mẹ ơi, chạy vô nhà lấy con gói mì cái mẹ ơi. Chưa thật sự là chia sẻ mọi người là cái món này là đắt lắm luôn ạ. Sao mình có rầm giá đâu. Mày con ơi. Mẹ chồng cô chú ngoài sau phải đi, đừng có để rau sống nha. Cầm rau sống. Chưa. Đây, bây giờ khách bắt đầu tìm tới rồi. Mà bán tí là hết rồi. Bây giờ mới có 8 giờ. Ôi trời, nhanh quá ha. Lái ơi, nhiêu tiền này con ơi. Cái này có ai? Cái con ơi đây. Đây nè, cái này có ai? Có ai chồng cô chú ở dưới đó, chỉ còn có còn có mấy tô đây thôi. Chúc vào đây thì sẽ cho bỏ thêm hành phi với vài nước sốt nữa. Chứng tỏ là ở đây là tiêu thụ mì nhiều ghê, từ nãy giờ thấy mì quá trời đó, ăn mì nhiều. Cái này có để rau lên cho mặt không con? Ở thành phố Rạch Giá này á, nó ngoài chỉ có món gọi là bún cá đặc trưng của cái thành phố này thì món này là cũng là một cái món rất thấy cái rau muống làm kiểu này là chất lượng rồi đó, bởi vì khi người ta bào người ta sợ nó đen là chứng tỏ là bào ra là dùng luôn này. Mẹ ơi không dẫn khách nha mẹ ơi. Vậy đó hả? Mẹ không dẫn khách nha mẹ ơi. Bán hồi 2 ngàn. Hồi lúc một tô 2 ngàn đó giờ. Cũng bán đó này. Hồi lúc nó kêu có vợ có chồng, có thấy có vợ có chồng có cháu nội. Bây giờ chỉ có cháu nội rồi. 2 ngàn thì 2 ngàn. À con cũng lại ăn. Quá con dâu rể cũng lại ăn. Vui lắm, phải thử ra bán không được. Bán 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 được